Người hâm mộ London đang hào hứng chờ đón trận derby Bắc nước Anh bởi cả Arsenal và Tottenham đều thi đấu thăng hoa kể từ đầu mùa. Với những sự bổ sung nhân sự chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, hai đại diện thành London đang có màn khởi đầu cực kỳ mạnh mẽ. Arsenal thắng 6 trên 7 vòng đấu đã qua với lối chơi khôn ngoan và cực kỳ hiệu quả. Thất bại duy nhất trước MU không làm thầy trò huấn luyện viên Arteta nhụt chí khi họ nhanh chóng trở lại và đang đứng đầu trên bảng. Tottenham dưới trướng Conte cũng thi đấu đốt cháy. Họ cùng với Man City chưa để thua trận nào ở ngoài hạng Anh, thắng 5, hòa 2. Derby sắp tới, pháo thủ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà. Rõ ràng, niềm tin từ ban lãnh đạo đặt vào Arteta đang dần cho thấy quả ngọt. The Gunner hiện tại đang là tập thể trẻ trung, giàu khát vọng và luôn chơi hừng hực khí thế. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tạo ra được bộ khung ổn định với lối đá nhuần nhuyễn, hiện đại. Cả sau chiến thắng mùa này, Arsenal luôn biết cách áp đặt lối chơi, vượt qua nghịch cảnh ngay cả khi bị đối phương dẫn trước. Tottenham trở nên xù xì, gai góc hơn trong năm thứ hai Conte nắm quyền. Với triết lý rõ ràng sơ đồ 3-5-2 mà huấn luyện viên người Italia áp dụng cho gà trống ngày càng lợi hại. Song Yong-min sau quãng thời gian tịt ngòi đã thông nòng trở lại. Harry Kane vẫn là lá cờ đầu trên hàng công. Còn Richarlison dần cho thấy sự hòa nhập. Cuộc chạm trán hứa hẹn cởi mở, đặc biệt là khi cả hai đội đều chơi phản công rất hay. Chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng biết cách tận dụng thời cơ tốt hơn. Arsenal đá bại Tottenham diễn ra vào lúc 18:30 tối nay, ngày 1 tháng 10. Không chỉ giúp pháo thủ duy trì ngôi đầu bảng mà còn đưa Mika Arteta đến với kỷ lục ngay cả giáo sư Arsene Wenger cũng không làm được. Pháo thủ đang khởi đầu mạnh mẽ ở mùa giải này, dẫn đầu ngoài Anh với 18 điểm sau 7 trận đã chơi. Thất bại duy nhất của họ là trước MU 1-3 tại vòng 6. Nhà cầm quân huyền thoại của Arsenal Arsene Wenger nhận định, ở giải năm nay không có đội nào thực sự thống trị nên thầy trò huấn luyện viên Mika Arteta hoàn toàn có cơ hội để cạnh tranh ngôi vị cao nhất. Trở lại sau kỳ FIFA Day, vào lúc 18:30 tối nay ngày 1 tháng 10, Arsenal sẽ tiếp đón Tottenham tại Emirates, hứa hẹn một derby London hấp dẫn. Đây là cuộc so tài có thể đưa thuyền trưởng Mika Arteta đến với kỷ lục độc của câu lạc bộ. Nếu giành chiến thắng trước đoàn quân của Antonio Conte, cụ thể, ông sẽ trở thành nhà cầm quân thứ 3 trong lịch sử Arsenal thắng cả 3 trận derby Bắc London đầu tiên của mình tại Emirates. Trước đó, ở trận ra mắt derby với tư cách là huấn luyện viên trưởng trong mùa giải 2020-2021, chơi không khán giả, Arsenal thắng Tottenham 2-1. Mùa trước, pháo thủ cũng thổi bay Tottenham 3-1 trên sân nhà trước khi gạt chống London phục thù thành công bằng trận thắng 3-0 ở cuộc tái đấu. Arsenal sau đó đã vượt xuất dự Champions League vào tay Tottenham. Nhưng chỉ tối nay, một kỷ lục cá nhân có thể được thiết lập cho Arteta. Thắng cả 3 trận derby Bắc London đầu tiên ở Emirates, khả năng Mika Arteta cùng Arsenal giành được chiến thắng trước Tottenham vào tối nay là hoàn toàn có thể khi họ chỉ thua 1/29 trận gần đây tại Emirates trước đối thủ. Thất bại ấy cũng từ rất lâu, với trận thua 2-3 dưới thời Arsene Wenger trong mùa giải 2010-2011. Chiến thắng sẽ giúp Arsenal duy trì ngôi đầu bảng và mở ra khoảng cách 4 điểm với Tottenham ở vị trí thứ 3.